Kính chào quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, kênh Học của Tướng Online sẽ kể từ các bạn ván cờ thi triển tuyệt học đến từ ngoại tình lệ khách vương thứ nhất, cao thủ số 1 của cờ tướng Trung Hoa. Đây là ván đầu đánh trong giải cờ tướng bằng thành bôi năm 2019 khi vương cầm miếng đỏ đi tiên đại chiến cùng danh thủ Tạ Tĩnh, một tay cờ ở đẳng cấp ký vương Trung Quốc.吃。 吃。
吃。吃。吃。吃。Tới hình cờ trên thì trong bối cảnh bên đỏ của vương cho tiến tuốt qua thì bên đen đã bị mất xe và phải buông cờ xin thua. Một màn thì triển quá hay và sắc bén đến từ ngoại tinh lên khách. Các bạn thấy ngay xe thoái về 1 hay 3 nước lập tức là phần cờ cho tung mã chiếu ngay và bắt xe. Có trong bối cảnh cho thoái về 2 nước thì đơn giản là phần cờ cho mã ăn thôi. Hình cờ thua về tan thành cho bên đen. Trong bối cảnh kém xe như vậy, ăn xe có mã thì xen qua vẫn là bối cảnh mà bên đỏ ưu thế lớn về sau. Như vậy kênh học của Tướng Online vừa gửi tới các bạn văn đấu trên. Kính chào và hẹn gặp lại.